sống còn có tất cả. Này, trời Phật đã có mắt, bắt mi phải cúi đầu nhận tội. Đồ dư tinh, ta đánh cho người hết cái thói kiêu sa đại cát đi. Mày đâu phải là dòng châm anh thế Việt như ta. Cái thân mi thì cao quý gì. Bay đâu? Đó. Ấm cổ dập đầu nó xuống cho ta. Nếu nó không nói, lấy kim rút lưỡi nó ra, bắt nó phải nói. Ta sẽ xác mi ra. Mi không được nhắc đến tiên vương kia mà. Sau mi cũng chỉ là một con nô tỳ, một con cung nữ cho chồng ta thôi. Ta xin bà.